Hello, xin chào tất cả anh em nha. Này là máy rim 125 2022 tháng 4 nha anh em. Anh em mình mới vừa gã nè, ăn gã luôn. Anh em thấy thằng lăng xanh cam nó còn đẹp không? Quay sơ cho anh em xem ha. Anh em chọn món nào cứ liên hệ. Tốt con tải còn đẹp không? Ở đầu đẹp luôn anh em. Đầu lửa xúc bắp lửa còn sạch luôn. Trái bê tông ok nè, trái bê tông zin của nó trên cái máy là nó nằm ngược vậy nè. Trái bê tông còn trắng phiếu luôn nè. Đây mới vừa mở nắp nồi ra anh em, thấy bộ nồi bên trong không? Đẹp. Nói chung máy đời 22 mà bây giờ mà đi được ở chừng 2-3 ngàn cây là máy vip rồi anh em. Cái máy đi vài trăm cây giờ nó không còn hàng nhiều đâu, lâu lâu mới có một cục. Đây là quà lăng mâm lửa anh em, còn lửa đẹp gì đó. Với quà lăng mâm lửa nhông đề thớt đề luôn, đầy đủ đồng bộ là 800.000. Đây bộ đầu lòng mình mới vừa tháo ra nghe anh em. Thì đầu lòng mình tháo ra cái trái là mình không có đem ra ngoài, giữ nguyên. Cái lòng còn đẹp nè, anh em thấy không? Mặt võng là ok luôn. Để mình quay bên đây cho nó có đủ ánh sáng. Anh em thấy mặt võng không? Đó. Nguyên combo như vậy, có luôn bô e. Đó, đầy đủ gì là 6.500.000. Đầu lòng mình săn con xử lý thải bô e, số cũng đẹp lắm nè, dên cũng ok luôn. Để mình quay ở đây nó thiếu sáng thôi. Đó. Ốc máy này nè, ốc máy đầy đủ, ốc ba nắp luôn, nắp nồi, nắp lửa, nắp đựng cá, rồi ốc bắt báo số, bắt ốc bắt chủ đề. Nguyên cầm lê nó như vậy mà chỉ có 400.000 thôi. 400.000 anh em. Bắt cho full channel, full channel 2, full channel được ok luôn. Full led luôn. Bộ thằng lằn xanh cam. Bộ thằng lằn xanh cam này 24 xị. 4 xị anh em, lắp dự full neo, full ít, full 2. Đây là bộ ba nắp rim 125 nha anh em. Thì nắp này nó có chạy sơ chút xíu này. Sơn zin không nứt bể. Sơn zin. Lửa. Còn mã luôn à. Còn mã dạch thấy không? Đầu 63. Nguyên bộ về lần chịu anh em. Còn cái này bộ lửa này thì nó không có dính như đây. Khi nào mà anh em mua luôn bộ lửa thì tính thêm qua lăng mâm lửa là 800 nữa là 1.800.000. Còn bình thường anh em mua ba nắp thì mình tháo cuộn lửa ra. Mà tháo cuộn lửa ra thì chắc chắn cái gòn này nó gắt nha. Đó. Ai anh em nào muốn mua luôn cái cuộn lửa thì lấy ba nắp với cuộn lửa là 1.800.000. Anh em mà muốn mua qua lăng mâm lửa thì mình bán qua lăng mâm lửa nha. Qua lăng mâm lửa này là 800.000 nè, có luôn nhông đề thớt đề đầy đủ. Nguyên cung lê của nó như vậy. Nên mua qua lăng mâm lửa, cuộn lửa thì mình tháo bên đây qua, không có cái nắp lửa đâu nè. Đây còn cái lồng đẹp nữa nè, lồng gon còn luôn nè, 2022 ở tầng đa, có tầng cam luôn, bát bẩn đầy đủ. Nắp phu neo phu 2 phu ít là ok. Có 2.200.000 nha anh em. Đẹp trắng phiếu à, mặt võng còn à, cái đầu khách mình lấy rồi à, cái đầu người ta chốt rồi, còn cái lòng. Cái lòng như là 2.200.000. Ở tầng đa nha. Ở tầng đa cái chữ nó lúc nào nó cũng nghịch nha. Cái chữ nó nằm ngược vậy nè.
chứ không có nằm thuận. Nằm thuận là để ngược trái bê tông rồi đó. 125 đẹp, mới vừa tháo luôn nè, số còn nè, cũ gì là 700 anh em, lắp vô khu neo khu 2, giá chỉ bằng giá của đề neo mới thôi, mà anh em mua của đề neo mới 700 mấy, chứ nó không có cái cọng dây này nha, không có dây điện dắt để mà ghim vô đường dây điện sườn á. Bộ cốt đạp cốt số anh em, trắng phiếu luôn, không có tẩy rửa, anh em về không cần phải đem đi xi đi gam gì nữa hết, găng cỏ là ok, ngay ngắn không bị cong vên. Bộ này là 250 nha, lắp neo lắp khu 2 khu ít được, khu led được luôn. Đây là bùng giữa riêng 125 anh em, nguyên cơm lê này nó có đầy đủ chi tiết, gồm có bộ nồi nè, cốt đạp, cốt số, vi dơn, lớp chữa, bơm nhớt và bộ số luôn anh em. Nè, bộ số nguyên công lê như vậy, anh em mà lấy nguyên công lê gì thì giá nó rẻ, mà anh em mua lẻ, ví dụ nguyên công lê này nó có 7,5 triệu à, và nếu mà anh em mua lẻ thì bộ nồi đẹp như vậy à, và 3,2 triệu, bộ số là từ 1,4 triệu, dơn lóc là 3,2 triệu, dơn lớp giữa anh em là 3,2 triệu. Anh em mua rẻ thì giá nó cao hơn là anh em mua nguyên combo. Combo nó đầy đủ gì là bộ nồi mình không phải mở ra, nó dính liền luôn, về chỉ việc ụp cái lốc số vô là xài thôi. Em theo bộ nồi mới tháo rồi nè, đẹp, chuông chưa có dấu luôn nè, chưa có dấu luôn. Mà bộ nồi vậy đẹp vậy là mình bán có 3,2 triệu à, chưa bao giờ mà có giá 3,3 triệu anh em. Bố ba càng rồi, sáng vàng, chuông chưa có dấu. Đây là cái phần bộ số sau khi mình tháo ra khỏi cái máy anh em, thì bộ số nó có nhiều chi tiết lắm. Nào, bộ số, còn đây là con heo số, còn đây là cái cần lừa số, thì mấy chi tiết phụ. Anh em thường thường mua mới là anh em phải mua từng món, từng cái phe gài lông đền này đó, chứ không có sẵn như vậy đâu nha. Đó, tháo xe là đồ đẹp như vậy, có vận tải nè, đồng bộ như là 1,4 triệu anh em. Có quay sơ cho anh em xem phụ tùng riêng 125 tháo xe, anh em cần món nào cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo cho màn hình nha, sẽ báo giá gửi hình ảnh chi tiết cho anh em xem.